Park Thiên bị ra rìa và lý do Angelina quyết định để lại tài sản cho Matt Dodd dẫn đến ly hôn Brad Pitt. Thông tin Angelina Jolie quyết tâm để lại tài sản khủng cho con trai nuôi gốc Campuchia khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến nữ minh tinh và Brad Pitt mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Những năm qua, thông tin Angelina Jolie quyết định để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho con nuôi thay vì con ruột vẫn gây sốc trong công chúng. Angelina Jolie nổi tiếng là người phụ nữ nhân hậu khi nhận nuôi ba người con đa quốc tịch. Cùng với ba người con ruột với Brad Pitt, nữ minh tinh trở thành bà mẹ 6 con đầy quyền lực của Hollywood. Khác với suy nghĩ nhiều người, Angelina Jolie không hề thương con ruột hơn con nuôi hay phân biệt đối xử dựa trên huyết thống. Thậm chí người đẹp còn có quyết định gây sốc khi một số nguồn tin cho rằng cô dự định để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho một người con nuôi. Và đứa trẻ được Angelina Jolie chọn mặt gửi vàng chính là người con nuôi đến từ Campuchia, Matt Dodd, sinh năm 2001. Matt Dodd là người con đầu tiên được Angelina nhận nuôi trước khi cô kết hôn với Brad Pitt. Người đẹp gặp con trai lần đầu trong một trại trẻ mồ côi ở Campuchia. Khi nhìn thấy đứa trẻ 7 tháng tuổi đang nhẽm gầy gò, Angelina cảm nhận được một linh cảm mãnh liệt và quyết định nhận nuôi cậu bé. Bên cạnh việc là người con duy nhất của Angelina Jolie có trước khi cô kết hôn với Brad Pitt, Matt Dodd còn nổi tiếng là người luôn đứng về phía mẹ, cùng mẹ trải qua nhiều biến cố, có nhiều điểm tương đồng và khả năng kế thừa sự nghiệp điện ảnh của mẹ nhất. Nhiều người cho rằng đó là những lý do khiến Angelina muốn trao lại toàn bộ tài sản cho con nuôi trong thời điểm cuộc hôn nhân của cô và chồng cũ mâu thuẫn. Matt Dodd sớm chứng tỏ tài năng của mình khi mới 15 tuổi. Vào năm 2017, Angelina Jolie cùng lúc đưa hai con trai lớn là Matt Dodd và Park Thiên gia nhập đoàn phim ở Campuchia. Trong khi Park Thiên chủ yếu chụp ảnh hậu trường như sở thích thì Matt Dodd đã được đề tên trong đội ngũ sản xuất phim, chứng tỏ mình là người cộng sự đáng tin cậy của mẹ. Angelina Jolie luôn dành những lời khen có cánh cho người con trai cả. Matt Dodd được cho là người có lập trường và luôn đứng ngoài các cuộc tranh cãi trong gia đình. Nhưng khi mâu thuẫn giữa mẹ và hai người chồng cũ xảy đến, Matt Dodd luôn là người che chở và bảo vệ Angelina. Chính Matt Dodd cũng là người con đầu tiên đến với Angel, khiến cô thay đổi cả suy nghĩ và lối sống hoang dã của mình để trở thành một người mẹ tốt. Cô từng nói cậu con trai người Campuchia này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Vì lẽ đó không ngạc nhiên khi Angel quyết định trao quyền thừa kế cho Matt Dodd khối tài sản 116 triệu đô la Mỹ. Năm người con còn lại không có quyền thừa kế. Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Matt Dodd là đứa trẻ nhận được nhiều sự ưu ái chăm sóc từ Angelina Jolie. Theo truyền thông Mỹ, Matt Dodd cũng chính là nguyên nhân khiến căng thẳng giữa Angelina Jolie và Brad Pitt leo thang trước khi nữ diễn viên quyết định ly hôn. Việc Angelina Jolie quyết tâm để lại tài sản cho con càng đổ thêm dầu vào lửa khiến Brad Pitt tức giận ly hôn Angelina Jolie. Trên chuyến bay từ châu Âu về Los Angeles, Mỹ, cặp sao nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã to tiếng. Lúc này Matt Dodd đã nhảy vào bên vực mẹ khiến cậu bị Brad Pitt trút giận. Nhiều bằng chứng cũng cho thấy tài tử này không những to tiếng mà còn động tay động chân với con cả khiến vợ vô cùng tức giận. Ngày 19 tháng 9, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn với lý do có những bất đồng không thể hòa giải được với cách giáo dục con của chồng cũ. Theo nhiều nguồn tin, Brad Pitt xem việc Angelina Jolie ưu ái con nuôi hơn là một hành động muốn chọc tức mình, nhất là khi Matt Dodd là đứa trẻ duy nhất mạnh dạn bảo vệ mẹ trong mỗi trận cãi vã với cha. Tài tử 55 tuổi không phủ nhận chuyện Matt Dodd là con cưng của vợ cũ, song nam diễn viên được cho là sẽ tìm mọi cách để nhắc cho Angelina Jolie nhớ rằng cô còn 5 người con khác.